Dạ, theo như ở đội hình của đội em thì em nghĩ là em sẽ lên chơi trước à. Tại vì em chơi nhiều thôi chứ không phải là đầu xuôi đuôi lọt gì hết. Vậy dạ, thì bên đây là ai ạ? Anh Phúc. Buka thì thôi, chữ B đi em Phúc lên lên luôn. Ok. Rồi, bên đây, đây. Ôi ơi, bạn ơi. Trước, rồi. Tăng Phúc và Buka, ai sẽ là người lên trước, ai sẽ là người lên sau? Buka thích chơi trước hay chơi sau? Chơi trước chơi sau gì nó cũng có cái thú vui của nó. Chơi sau thì hồi hộp lâu hơn. Đúng rồi. Nhiều hơn. Và phòng kia lạnh hơn. Phòng kia nó lạnh hơn và lên hình ít hơn. Đúng rồi. Cho nên là thôi để Buka chơi trước cho. Ok. Chơi sau ha. Ok, em đôn chờ nha. Xin mời. Giấc mơ của mẹ phát sóng 20 giờ thứ 2, 3, 4. Đăng ký VIP để xem trước một tuần trên VN. Vì hôm nay là tập đầu tiên thưa quý vị, thì chúng ta phải có nhiều cái ưu ái dành cho người chơi. Có muốn đổi người đọc không ạ? Em không chọn chị thì chị sẽ nói là em kỳ thị chị. Trời trời. Giờ muốn sao nè? Giờ sao ta? Nghe tiếng Kiệt đọc được không? Được chứ. Rồi em đọc cho. Lên đây cầm bộ đề, đọc xong câu hỏi thì đọc luôn đáp án. Đây phải gia đình mấy đứa. Đây là chương trình, không phải gia đình mình nha. Thưa quý vị, chúng ta có 2 phút dành cho Buka nhanh như chớp. Câu đầu tiên, Mai là bồ của Minh, vậy Minh thường gọi Mai là gì? Mai là bồ của Minh. Mai là bồ của Minh, vậy Minh thường gọi Mai là gì hả? Mình. Mai là bồ của Minh, Minh thường gọi Mai, Minh là mình. Bình Minh. Bình Minh ơi dậy chưa? Không, chính xác. Mai là bồ của Minh, vậy Mai thường gọi Mai là oh, my love. Ủa? Mai. My girl. Cái mặt. My girl được không ta? Mai gọi Minh. Ok, my love, ok. Đó, Mai là bộ Minh. Minh thì gọi Mai là my love. Mới nãy mới nói rồi. Tiếng Anh, tiếng Ơ rồi hả? Tao nói tao làm tiếng Việt mà. Nụ, cô gái tên là Nụ. Nụ vào sở thú, thấy nai vàng ngơ ngác. Nụ nên nói gì? Đố chữ luôn. Cả nụ. Cái câu kiểu gì vậy đó. Nụ vào nụ. Sở thú, thấy nai vàng ngơ ngác, nụ hay la hay liễu gì cũng được hết trơn á, đừng có quan tâm chỉ nụ. Nụ hay la hay liễu gì thấy nai vàng ngơ ngác. Nai vàng ngơ ngác thì sao nữa? Thì nên nói gì? Câu nên nói câu gì? Chào á. Chào nai. Nai gì? Thấy nai vàng ngơ ngác thì nên nói câu gì? Đó. Nai to miss you. Đó. Nai to miss you. Yeah. Ủa sao con hỏi tiếng Anh? Ôi tốt quá bà ơi, cho con mấy câu hỏi tiếng Việt đi, mấy câu hỏi tiếng Anh suy nghĩ khó quá. Rồi, câu này dễ nè. Kể tên hai loài vật có hai từ giống nhau. Tinh tinh. Một. Chuồn chuồn. Lên. Ba ba gì đó. Lên. Cố lên chị ơi. Đây là câu đối chữ. Cây gì tặng cho người yêu là thích liền? Cây gì tặng cho người yêu là thích liền? Cây... cây si. Si là không phải đâu, không chính xác. Cây si là người yêu là phải thích chứ. À. Thích cái, liền mà cái... si là si tình thôi. Cây vàng, cây tiền. Cái gì gọi đầu ạ? Cây vàng. Bồ kết, bồ kết hả? Bồ kết hả? Không, cây vàng. Cây bồ kết. Cây vàng. Thôi, con này không thuyết phục. Người yêu đúng không? Con này không thuyết phục đúng rồi. Kỳ khán giả gật đầu quá trời, kỳ cây si cũng đúng rồi. Đối chữ mà nó phải liên quan tới chữ. Nhưng mà bồ kết không thuyết phục. Bồ kết nhau đó. Trời ơi, bồ mà ai không kết nhau mà. Bồ mà ai không kết nhau mà. Còn bồ kết nữa. Nhắc bồ là phải kết nhau rồi, mấy bồ. Đúng rồi, con kết gì không? Kết, không không. Ôi, nè cái chớp kìa lộn. À, hay bị liệu quá không? Mới lên được 2 câu nè. Đối chữ luôn nha. Cá gì lúc nào cũng lo lắng? Cá hồi. Cá hồi hộp hả? Lên. Cá hồi ở trong hộp á. Giống như cá trích hộp gì đó. Cá thu hộp. Này cá hồi hộp. Cá người hộp. Gì đó. Đây là đố tên bài hát. Tình yêu luôn giữ bên người là tình yêu gì? Tình yêu luôn giữ bên người là tình yêu của riêng mình. Tình yêu của riêng mình. Ai biết giơ tay? Tình yêu của riêng em. Tình yêu riêng mình. Tình yêu luôn gì? Giữ bên mình. Tình yêu của em. Không, chính xác. Ca, tình... ca.
Tình yêu gì? Mang theo. Tình yêu mang theo. À, tình yêu mang theo, trời ơi. Câu này dễ nữa. Đố tên bài hát. Điều gì xảy ra khiến Noo Phước Thịnh không thể ngờ? Thương em là điều không thể ngờ. Chính xác. Lên. Bờ mi em không vương chút buồn và nụ cười em. Đi đi đi. Lời bài hát. Ai hỏi cháu, cháu học trường nào đấy? Bé vừa ngoan lại muốn hát thật hay. Nói về bà mẹ và chúng cháu là con. Nói về cấp học nào? Trường của cháu đây là trường mầm non. Lên. Yeah. Đố tên bài hát. Ca sĩ nào đi hát mà sợ không ai nghe? Ca sĩ đi hát sợ không ai nghe. Mình sẽ là nhớ ra bài hát, mình sẽ biết ca sĩ. Không ai nghe. Ai nghe không? Đúng không? Đúng rồi. Ai ai muốn nghe không? Đem vô. Lên. Ủa, cũng được, bài cũng được. Hay quá chị ơi. Hôm nay không ra đường, hôm nay ở trên giường vậy. Trẻ như trên giường ngủ, đi quay về trên con đường cũ vậy đó. Câu tiếp theo dễ luôn. Có câu cá không ăn muối cá ương. Vậy cá ăn muối thì cá sẽ như thế nào? Cá không ăn muối cá ương. Vậy cá ăn muối thì sẽ như thế nào? Thì cá ăn muối sẽ không ương. Lên. Vậy thôi mà. Câu hỏi gì đơn giản vậy? Thôi cho mấy câu hỏi đơn giản vậy đi. Chán ghê luôn á. Chồng giận thì vợ bớt lời. Cơm sôi nhỏ lửa chẳng đời nào khê. Hỏi cơm khê và cơm cháy khác nhau như thế nào? Cơm khê, cơm cháy không khác nhau là đều là khét à. Không, chính xác. Cơm khê là cơm khét. Ủa, cơm khê, khê là cơm bàn thôi. Chắc mọi người hồi nhỏ ít nấu cơm đúng không? Cơm khê là cơm hư rồi, còn cơm cháy vẫn ăn được đúng không chú? Đúng, cơm khê là... Ủa, khê là hư hả? Cơm khê là con bao giờ nấu cơm dưới quê chưa? Dạ rồi. Tức là cái loại mà mình nấu mà mình đốt lửa cho đã, cho cái mình bỏ mình đi. Ở trên thì nó vẫn còn nước, nó nhão nhạt mà dưới thì nó cháy đen thui á. Cái kiểu giống như là nó bị nửa sống, nửa khé ở dưới. Khê gọi là khê á. Khê hả? Hoặc là cái tình trạng tệ hơn là nó khê là nó có cái mùi á. Đang nấu hơi có một cái mùi khét á. Nó lần quần trong cái nồi ăn không được. Còn cơm cháy là chúng ta nấu mà để cho nó hơi cháy tí thì ra một cái loại cơm mà vàng vàng ở dưới ăn nó rất là ngon ha. Ủa, nhanh như chớp qua tới câu hỏi về ẩm thực. Nó liên quan tất cả mọi thứ. Nhưng mà dù sao cũng xin chúc mừng. 4 đã bán chính xác liên tiếp, xin chúc mừng Buga. Vô con. Hay à chị ơi. Hay chưa? Hay về đây, về đây. Giấc mơ của mẹ phát sóng 20 giờ thứ 2, 3, 4. Đăng ký VIP để xem trước một tuần trên VOWN.